Nam cảnh sát đang đi chơi với gia đình, dũng cảm cứu thoát 4 người bị đuối nước ở Vũng Tàu. Sự việc xảy ra vào 9 giờ ngày 10 tháng 4 tại bãi tắm thuộc khu resort Zena, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh Hiếu nghe thấy có tiếng người kêu cứu nên lập tức băng đến khu vực có người bị nạn. Các nhân chứng cho biết, thời điểm đó có nhóm bạn trẻ tuổi tầm 20 đang tắm biển thì đuối nước tập thể. Do mãi tắm biển và vui chơi, nhóm du khách không để ý thủy triều dâng cao khiến 4 nữ du khách bị sóng cuốn ra xa bờ. Nghe tiếng tri hô của những người xung quanh, lực lượng cứu hộ, trong đó có Trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã anh dũng chiến đấu với con sóng dữ để cứu người. Đang tắm cùng gia đình cách đó khoảng 30 mét, anh Hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn để cứu giúp các nạn nhân bị đuối nước. Anh Hiếu trực tiếp kéo được một nhóm người lên khỏi mặt nước đưa vào bờ. Sau đó anh Hiếu tiếp tục xuống tìm kiếm và cứu thêm được một nạn nhân đuối nước nữa. Khi được đưa lên bờ, tất cả các nạn nhân đều trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái. Trung úy Thái Ngô Hiếu nhanh chóng thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo, ép ngực để đẩy nước ra ngoài, rồi đưa đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Người còn lại bị sóng cuốn ra xa, sau hơn 3 giờ triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại. Nạn nhân 23 tuổi trôi dạt cách vị trí xảy ra vụ tai nạn vài trăm mét. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phước Tỉnh cho biết, sức khỏe 3 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đã ổn định. Khi biết còn một nạn nhân nữa vẫn chưa được tìm thấy, anh Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tổ chức tìm kiếm, nhưng khi tìm thấy nạn nhân đã không qua khỏi. Trung úy Hiếu kể lại, khi thấy nam thanh niên chạy trên bờ có vẻ hoảng hốt như linh cảm của một người lính cứu hộ nên tôi đã nhìn ra hướng biển. Khi phát hiện những chiếc đầu nhấp nhô, cánh tay chới với trên mặt nước biến cách chỗ tôi khoảng 40 mét, tôi liền bơi thật nhanh hết sức mình để tới chỗ những người này. Khi tới tôi phát hiện mấy người đang ôm chặt lấy nhau như đã kiệt sức. Được biết năm 2012, sau khi ra trường, Trung úy Thái Ngô Hiếu đã nhận nhiệm vụ tại đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom cho đến nay. Trong quá trình công tác, chiến sĩ Hiếu được vinh dự là tấm gương người tốt, việc tốt. Trung úy Thái Ngô Hiếu đã từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ, cứu sống nhiều người và đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ. Còn một người nữa, đau lòng chưa? Em thấy nguyên chùm kéo nhau luôn á. Sao bị giật ghế ta? Chỗ đó nước rất là mạnh. Mà chỉ cần một đứa bị kéo là cả lũ bị kéo. Nắm sát cái chỗ đó nó cuộn á. Chị kia đi anh Hiếu ơi. Chị kia được kìa. Được rồi, ai à? Má lối nó hái đưa lên được búi luôn. Bê lên đi, bê lên đi. Không, à, không, tem nghĩa cho nằm nghiêng đi này.